Hello, my students. How are you today? I am very happy to be your companion today on TRT, and I am teaching from Tam Giang High School. Cô rất vui mừng khi được là bạn đồng hành của các em trong ngày hôm nay trong chương trình dạy học trên truyền hình, và cô là thuyết trình đến từ trường trung học phổ thông Tam Giang. Trong bài học lần trước, các em đã được thầy Huỳnh Thành ôn tập chuyên đề 1 về ngữ ấm và nhận âm. Trong ngày hôm nay, cô sẽ tiếp tục ôn tập cho các em chuyên đề 2 về ngữ pháp. Và trong chuyên đề 2 này, chúng ta sẽ ôn tập 4 điểm ngữ pháp sau đây. Thứ nhất là question tags, tức là câu hỏi đuôi. Thứ hai là verbs followed by to infinitive and verbs followed by ing, tức là động từ được theo sau bởi động từ nguyên mẫu có to và động từ được theo sau bởi động từ thêm ing. Thứ ba là subject and verb agreement, tức là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Và cuối cùng là parallel structures, cấu trúc song song. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay, question tags, câu hỏi đuôi. Như vậy thì câu hỏi đuôi là gì? Câu hỏi đuôi là phần câu hỏi được thêm vào cuối câu trần thuật nhằm xác nhận lại thông tin hoặc khơi gợi sự đồng tình đồng ý từ phía người nghe. Vậy thì có bao nhiêu dạng câu hỏi đuôi? Chúng ta có hai dạng câu hỏi đuôi chính. Thứ nhất là câu hỏi đuôi phủ định, được thêm vào sau câu trần thuật khẳng định, positive statement, negative tag. Mời các em theo dõi hai ví dụ sau đây. Ví dụ thứ nhất, chúng ta nhận thấy động từ trong câu là động từ to be, is, đang được chia ở thể khẳng định của thì hiện tại đơn. Do đó, phần đuôi của câu này chúng ta sẽ phải chia ở thể phủ định. Chủ ngữ của câu là the village là một chủ ngữ ngôi thứ ba số ít. Do đó, cô sẽ mượn đại từ nhân xưng làm chức năng chủ ngữ là it để thay thế. Và vì vậy, phần đuôi của câu này sẽ là isn't it. Bây giờ mời các em theo dõi tiếp ví dụ số 2. Như các em nhận thấy, trong câu này, động từ trong câu là động từ walk đang được chia ở thì hiện tại đơn, thể khẳng định. Và tương tự như vậy, phần đuôi của câu này cũng phải được chia ở thể phủ định. Mà phủ định của thì hiện tại đơn đối với động từ walk và chủ ngữ là they, thì chúng ta phải mượn trợ động từ là do. Và do đó, phần đuôi của câu này sẽ là don't they. Dạng thứ hai của câu hỏi đuôi, đó là câu hỏi đuôi khẳng định được thêm vào sau câu trần thuật phủ định, negative statement, positive tag. Và cô mời các em theo dõi hai ví dụ tiếp theo. Trong ví dụ số 3, động từ của câu là can't speak đang được chia ở thể phủ định với modal can't. Như vậy, phần đuôi của câu này phải được chia ở thể khẳng định. Do đó, phần đuôi sẽ là can't she. Và ví dụ cuối cùng, trong câu này, động từ của câu đang là hasn't finished được chia ở thì hiện tại hoàn thành. Trợ động từ hasn't đang ở thể phủ định. Do đó, phần đuôi chúng ta phải chia ở thể khẳng định. Và như vậy, phần đuôi của câu số 4 sẽ là has he. Have you got it? Okay, let's practice. Bây giờ cô mời các em luyện tập với phần bài tập sau đây. Các em hãy chọn đáp án đúng cho các câu hỏi ở bên dưới. Và các em có 1 phút để làm bài tập này. Your 1 minute starts now. Time's up. Have you finished? Okay, very good. Now let's check together. Number one,
Câu số 1 được trích từ đề tham khảo đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020, câu số 5. Nhìn vào câu này chúng ta thấy động từ của câu là động từ is đang được chia ở thì hiện tại thể khẳng định. Do đó phần đuôi của câu này phải ở thể phủ định. Thì nhờ vào đó chúng ta loại được hai phương án chưa chính xác là phương án be và đi. Và phủ định của động từ to be is sẽ là isn't. Do đó chúng ta chọn được phương án A, isn't it. Number 2. Trong câu này động từ là isn't đang được chia ở thể phủ định của thì hiện tại đơn. Do đó phần đuôi của câu này chúng ta sẽ phải chia ở thể khẳng định. Thì do đó chúng ta cũng loại được hai phương án chưa chính xác là be và đi. Và khẳng định của isn't sẽ là is và chúng ta có phương án C, is she. Number 3. Động từ trong câu này là gì cả em? That's very good. That is are staying. Đang được chia ở thể khẳng định của thì hiện tại tiếp diễn. Do đó, phần đuôi của câu hỏi này, của câu này chúng ta sẽ chia ở thể phủ định. Và phủ định của trợ động từ are sẽ là aren't. Do đó chúng ta chọn được phương án C, aren't they. Number 4. Động từ trong câu này là were playing. Were playing đang được chia ở thể khẳng định của thì quá khứ tiếp diễn. Và do đó phần đuôi của câu này sẽ ở thể phủ định và phủ định của were sẽ là weren't. Như vậy chúng ta sẽ có đáp án là D, weren't they. The last one. Động từ trong câu này là was. Động từ to be ở thì quá khứ đơn thể khẳng định. Và như vậy chúng ta phải chọn câu hỏi đuôi có thể phủ định và phủ định của was sẽ là wasn't. Chúng ta sẽ chọn được phương án B, wasn't it. Alright, have you got it? Very good. Now let's move on to the next part of our lesson today. That is verbs followed by to infinitive and verbs that followed by ing. Một số động từ được theo sau bởi to infinitive và động từ được theo sau bởi động từ thay mình. Có một số động từ thì được theo sau bởi một động từ nguyên mẫu có to. Đó là một số động từ mà chúng ta thường gặp sau đây. Cô mời các em xem ví dụ. Ở trong câu này các em thấy chúng ta có động từ refuse. Đây là một động từ được theo sau bởi một động từ nguyên mẫu có to. Do đó, động từ meet ở phía sau, cô đã dùng hình thức là to infinitive, to meet. Sammy refused to meet Johnny. Bên cạnh đó thì lại có một số động từ khác được theo sau bởi động từ thêm đuôi ing. Và dưới đây là một số động từ được theo sau bởi động từ thêm ing chúng ta thường gặp. Cô mời các em theo dõi ví dụ sau. Trong câu này, chúng ta có động từ suggested. Thì suggest là một động từ được theo sau bởi một động từ thêm ing. Do đó động từ go, cô đã chia ở hình thức thêm ing là going. They suggested going to the beach. Do you understand? Now let's practice. Bây giờ cô mời các em làm bài tập luyện tập sau đây. Các em hãy chọn phương án đúng cho cả câu hỏi dưới đây. Và lần này các em cũng có một phút để hoàn thành bài tập. Your 1 minute starts now. Thank you.
time's up. Have you got all the answers? Now let's check. First one. Câu số 1 được trích từ đề tham khảo đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020, câu số 6. Như các em nhận thấy, phía trước ô trống cần điền động từ, chúng ta có động từ hopes. Đây là một động từ được theo sau bởi một động từ nguyên mẫu có to. Do đó, chúng ta nhanh chóng chọn được đáp án đúng cho câu này là đáp án A, to get. Number 2. Chúng ta thấy rằng phía trước ô trống, chúng ta có động từ avoided. Đây là một động từ được theo sau bởi một động từ thêm ing. Do đó, chúng ta loại được hai phương án chưa chính xác là phương án A và B. Phương án C, chúng ta có động từ thêm ing. Tuy nhiên, phía trước chúng ta lại có to. Do đó, chúng ta loại tiếp phương án này. Và đáp án đúng sẽ là phương án D, answering. Number 3. Trong câu này, chúng ta nhận thấy phía trước ô trống, chúng ta có động từ wanted. Thì đây là một động từ được theo sau bởi động từ nguyên mẫu có to. Do đó, chúng ta chọn được đáp án đúng cho câu này là phương án C, to have. Next, number 4. Trong câu này, chúng ta có động từ might. Theo sau might là một động từ thêm ing. Do đó, chúng ta chọn được đáp án đúng cho câu số 4 là phương án D, working. And the last one. Trong câu này, chúng ta có động từ expects. Thì động từ expects được theo sau bởi một động từ nguyên mẫu có to. Cho nên chúng ta chọn được đáp án đúng cho câu này là câu A, to see. Okay, very good. You have just done a very good job. Now, let's continue with the next part of our lesson today. The part 3, subject and verb agreement. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Nguyên tắc cơ bản của sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ đó là nếu chúng ta có một chủ ngữ số ít thì động từ chia theo nó phải là một động từ số ít. Cô mời các em theo dõi ví dụ dưới đây. This student walks to school every day. Chủ ngữ trong câu này là this student. Đấy là một chủ ngữ số ít. Do đó, động từ walk khi được chia ở thì hiện tại đơn thể khẳng định cô đã chia thành walks. Chúng ta có thêm s. Và nguyên tắc thứ hai đó là khi chúng ta có chủ ngữ là số nhiều thì động từ của chúng ta phải chia ở hình thức số nhiều. Kèm theo dõi tiếp ví dụ sau đây. Students in this village walk to school every day. Trong câu này chúng ta có chủ ngữ là students in this village. Những học sinh ở ngôi làng này. Thì chủ ngữ này là một chủ ngữ số nhiều. Những học sinh. Do đó động từ walk khi chúng ta chia ở thì hiện tại đơn hình thức khẳng định thì chúng ta giữ nguyên hình thức, tức là chúng ta không thêm s ở đằng sau. Tuy nhiên, các em cần phải chú ý là có một số danh từ tuy là tận cùng bằng s nhưng đó lại là danh từ số ít, cho nên động từ theo sau nó lại là động từ phải là động từ số ít. Và sau đây là một số danh từ tận cùng bằng s nhưng là danh từ số ít mà chúng ta thường gặp. Đó, thứ nhất đó là một số danh từ chỉ một số môn học, ví dụ như là math môn toán, physics môn vật lý, linguistics môn ngôn ngữ học, economics môn kinh tế học, và một số danh từ khác, ví dụ như là news tin tức, measles bệnh sởi, mumps bệnh quai bị, aerobics thể dục nhịp điệu, gymnastics thể dục dụng cụ, vân vân. Alright, have you got it? Now let's practice. Bây giờ cô mời các em luyện tập với bài tập sau đây. Các em hãy chọn phương án cần phải được sửa lại để tạo thành một câu đúng. Và các em có 3 câu. Tương tự như hai bài tập trước, lần này các em cũng có 1 phút để làm bài. Your 1 minute starts now. Thank you.
Time's up. Have you got all the correct answers? Hopefully you did. Now let's check together. Number one. Câu số 1 được trích từ đề tham khảo đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020, câu số 43. Chúng ta hãy cùng phân tích câu này. Chúng ta thấy đầu chủ ngữ của câu số 1 là Maths, môn toán. Thì như cô vừa chú ý vừa rồi, thì Maths tuy là một danh từ tận cùng bằng S, nhưng nó là một danh từ số ít. Thì do đó, động từ theo sau nó phải là một động từ số ít. Như vậy, phương án mà chúng ta cần phải sửa lại ở đây chính là phương án A. Và các em phải sửa lại như thế nào mới đúng? Yes, very good. Chúng ta phải sửa lại thành hình thức số ít của nó là was. Number two. Chúng ta hãy cùng phân tích câu này. Chúng ta có chủ ngữ của câu she là một chủ ngữ ngôi thứ ba số ít. Do đó, động từ trong câu wants được chia ở thì hiện tại đơn, thêm s. Và như chúng ta đã học ở trong phần số 2, sau want là một động từ nguyên mẫu có to. Do đó, ở đây đã dùng to lose. Như vậy, câu này, hai vấn đề được nối với nhau bởi từ nối but chỉ sự tương phản. Cô ấy muốn giảm cân, nhưng cô ấy không muốn tập thể dục. Thì như vậy, chúng ta muốn thành lập cái hình thức phủ định của động từ want ở vấn đề sau thì chúng ta phải mượn trợ động từ, đó là trợ động từ does dành cho chủ ngữ số ít là she. Do đó cái phương án cần phải sửa lại là phương án D, và chúng ta sẽ sửa lại là doesn't. Now let's move on to number 3. Trong câu này, chúng ta có chủ ngữ của câu là measles, bệnh sợi. Thì tương tự như câu 1, measles này là một trong các cái danh từ được tận cùng bằng S, nhưng lại là danh từ số ít. Thì do đó, động từ theo sau measles cũng phải là một động từ số ít. Cho nên phương án chúng ta cần phải sửa lại ở đây là phương án A, và chúng ta sẽ sửa lại thành is. Alright, very good. That's very good of you. Now let's move on to the last part of our lesson today, parallel structures, cấu trúc song song. Cấu trúc song song thường được sử dụng cùng với từ nối connectors, ví dụ như là and hoặc là or, hoặc cặp liên từ conjunctions, ví dụ như là both and, not only, but also, để liệt kê thông tin. Và khi liệt kê thông tin trong cấu trúc song song thì các em nhớ những thông tin cần được liệt kê phải tương ứng về mặt từ loại, tức là nếu là danh từ thì phải đi cùng với danh từ, động từ thì phải đi cùng với động từ, tính từ đi cùng với tính từ, và tương tự như vậy, trạng từ thì phải đi cùng với trạng từ, hoặc là phải tương ứng về mặt thì nếu các hành động đó xảy ra cùng thời điểm. Bây giờ cô mời các em theo dõi hai ví dụ sau đây. Trong ví dụ thứ nhất, chúng ta thấy sau động từ to be is, chúng ta sử dụng một cụm danh từ có cấu trúc là một mạo từ với một danh từ số ít, và các thông tin được liệt kê trong này được kết hợp với nhau bởi từ nối and. Do đó, phía trước and và phía sau and chúng ta đều sử dụng cùng một cấu trúc, đó là một cụm danh từ gồm có một mạo từ và một danh từ số ít. Trong ví dụ số 2, chúng ta có sau động từ to be is, chúng ta sử dụng tính từ và thông tin được liệt kê nối bởi cặp liên từ not only but also. Do đó, thì phía sau not only chúng ta sử dụng tính từ, thì sau but also chúng ta cũng phải sử dụng tính từ. Và ở đây là nice and kind. Bây giờ cô mời các em luyện tập phần bài tập về cấu trúc song song với bài tập sau đây. Các em hãy chọn phương án mà cần phải được sửa lại để tạo thành một câu đúng. Chúng ta có 3 câu và lần này các em cũng có 1 phút để hoàn thành bài tập này.
Câu số 1 này cũng được trích từ đề tham khảo đề thi tốt nghiệp, đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020, câu số 44. Chúng ta hãy cùng phân tích câu này. Trong câu này, chủ ngữ của câu là Daisy, là một chủ ngữ ngôi thứ ba số ít. Cho nên động từ enjoy chia ở thi hiện tại đơn hình thức khẳng định, chúng ta đã có thêm S. Sau enjoy là một động từ thêm in, do đó chúng ta có going, playing. Và chúng ta thấy các thông tin trong này được liệt kê bởi từ nối and. Do đó thì chúng ta sẽ thấy là enjoys going, playing, and. Và sau đó cũng phải là một động từ như thế nào các em? Rồi, sau đó cũng phải là một động từ thêm in. Thì như vậy, phương án mà chúng ta cần sửa lại ở đây là phương án C, to hang out. Và chúng ta phải sửa lại thành hanging out. Number 2. Chúng ta hãy cùng phân tích câu này. To keep fit. Ở đây, động từ nguyên mẫu có to đứng ở đầu câu để chỉ mục đích, để giữ dáng. She eats less fast, does more exercise and using stairs instead of elevators. Chúng ta có chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít, do đó chúng ta dùng động từ eat thêm s vì chia thì hiện tại đơn. Thì các hành động của cô này ở đây được liệt kê và nối với nhau bởi từ nối and. Do đó ở đây là một động từ chia ở hình thức số ít của thi hiện tại đơn, tức là thêm s hoặc là es. Thì chúng ta sẽ có it, does, thế đó and và sẽ là như thế nào các em? À, phải là động từ use và thêm s. Do đó chúng ta sẽ có phương án cần phải sửa lại là phương án d. Chúng ta sửa lại là uses. Number 3, and the last one. Trong câu này chúng ta có model should. Thì model should sẽ được theo sau bởi một động từ nguyên mẫu không có to, bare infinitive. Ở đây chúng ta có tidy. Thì như vậy, sau này các thông tin khi được liệt kê bởi từ nối and cũng phải được sử dụng ở hình thức bare infinitive. Do đó, tidy thì ở phương án này chúng ta phải dùng clean, một bare infinitive nữa. Do đó, đáp án của câu này sẽ là phương án C. Chúng ta sửa lại thành clean. Như vậy là cô vừa ôn tập cho các em 4 điểm ngữ pháp trong chuyên đề số 2, gồm có câu hỏi đuôi, động từ theo sau bởi động từ nguyên mẫu có to, động từ thêm in, động từ theo sau bởi động từ thêm in, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ và cấu trúc song song. So I hope now you know how to make question text and using parallel structures. Oh, am I right? Yes, that's very good. I hope now you know how to make question text and use parallel structures. Do you enjoy learning online or on TV? It isn't too difficult, is it? And the lesson is quite useful, isn't it? Như vậy là bài học ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Cô hy vọng là các em có thể áp dụng được những kiến thức đã học vào luyện tập để làm bài thi cho thật tốt trong kỳ thi sắp tới. Xin thân ái, chào tạm biệt các em. Goodbye.